đầu tiên là mình sẽ gọi một cái đứa bạn mà mình có thù trước như thế này, xong ngồi đối diện nhau này đó, xong mình bắt đầu là chọi tay, vật tay đấy, thì mình sẽ phải chọn cái tay thuận của mình trước. Cái thuận của mình thì mình sẽ để ở đây, đây tay không thuận của nó thì thế nào đấy, đó là chuyện của nó. Ok, xong rồi mình giơ lên như thế này đấy, xong bắt đầu ứ nhau cái. Tao là tao có thù với mày lắm ấy, tao không có ưa mày đâu, trên luôn. Xin chào các bạn có biết chúng ta đang xem cái gì không? Xem ngay reaction nhanh, không ta gọi hội đến bây giờ. Nào, 3, 2, 1, xem. Ôi, ông nào lồng tiếng cực mạnh kinh ấy. Ủa wow, học sinh lớp mấy này? Hồi xưa cấp 2 mình hiền lắm. Lộ hết cả áo xong màu da cam ra rồi kìa. Ui dồi ôi, ui ui ui. Nào, vào đi em, giật tóc đó. Con gái nhà ai xinh thế này, ôi dồi ôi, khiếp quá. Bố mẹ dạy con thế nào mà lại như thế này, ôi dồi ôi, khiếp này. Ôi dồi ôi, con gái con đứa hư thân mất nét, ôi dồi ôi, láo quá. Đấy, đeo khăn đỏ, rồi đội viên, rồi ôi dồi đây còn cái chị này. Ôi dồi ôi, con gái con đứa xinh đẹp như thế này mà ôi dồi đánh bạn. Mà đây toàn là học sinh chứ đâu. Đấy, hết cấp 1 xong rồi lên cấp 2. Đấy ôi, nuôi tóc dài làm gì? Nuôi tóc dài ăn cơm nhiều cơm, bố mẹ nuôi tóc dài tốn cơm tốn của, xong rồi để cho bạn đánh nó giật hết thế này. Ôi dồi ôi, chuyển cảnh rồi, chuyển cảnh rồi. Ôi dồi ôi, 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 toàn các nữ nhi anh hùng. Ôi. Căng quá nhỉ. Đây là hai thế lực. Một là thế lực mặc áo đồng phục học sinh và một thế lực mặc áo dân thường. Ông nào lầm tiếng như phim kiếm hiệp vậy? Ngày xưa chuyên gia có cái trò là sau khi đánh thua là sẽ phải quỳ. Tôi bây giờ lồng cả nhạc, lăng mạn. Chị ăn mặc đúng kiểu chị đại. Kiểu này là kiểu tôi chịu đựng rồi. Kiểu này là cam chịu rồi, không còn cái không còn cái ngưỡng nào rồi. Ui, cái này nó không hai băng hơn đấy. Ôi ngầu ấy, ơi, em phải ngầu vãi. Chán kiểu quan ngại sâu sắc với giới trẻ Việt Nam hiện nay. Ui rồi, dù tôi có ra khỏi đây nhưng tôi vẫn cảm thấy là quan trọng bởi vì tôi vẫn là một chị đại. Một chị phát xong rồi đến một chị khác bắt đầu đi ra xử. Ôi áo đỏ chứng tỏ. Đúng kiểu con gái đánh nhau luôn á, cứ nắm tóc trước rồi tính sau. Ừ, như kiểu kiếm hiệp lôi chạch 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 chạch. Ui rồi cô thôn nữ mà như thế này. Ôi rồi ôi, giật tóc này, tóc bạn kinh quá. Ôi dồi ôi, chứ trông mặt mũi thì có đến nỗi đâu. Nói chung là nhìn hành động vô cùng phản cảm. Tạc quá. Đấy hồi xưa cứ nghĩ là chỉ có con trai thì mới như thế này ấy. Xong bây giờ con gái nó đánh nhau kinh hoàng hơn như thế. Tim đập rất nhanh, tại vì là tiết tấu quá nhanh. Đánh nhau tới tấp, quá kinh khủng. Không khác gì là xem phim Avenger hay là những phim bom tấn hàng đầu hiện nay. Ơi, chóng bánh, toàn mấy em cấp 2 đánh nhau cũng kinh. Nhưng mà hồi xưa mình xem được mấy cái video còn kinh hơn nhiều. Nhau chưa đã lắm. Như mình đã nói trong clip thì đam của các chị em gây ra. Ủa, em ơi, sao mấy có thể làm như thế nhỉ? Một người độc ác. Đánh thì nhanh, đam chả thấy đâu cả. Tức là trước đây thì mình cũng từng nghe nói là phụ nữ đánh nhau thì nhìn sẽ kinh hơn là hai thằng đàn ông đánh nhau. Bởi vì kiểu gì thì cũng sẽ phải có tạt acid, rồi giật tóc, rồi nắm đấm các kiểu. Mình thì mình chưa rồi đánh nhau. Rồi, hồi cấp 1. Chưa đánh nhau bao giờ bởi vì mình khá là hiền trong lớp. Tại vì anh trêu chứ còn chưa bị đánh kiểu đúng căng thẳng như mấy bạn này kiểu quỳ xuống ngoài combat cả lũ thì chưa bao giờ. Nhưng mình nhớ là có một lần hồi đấy là mình vẫn còn người yêu. Mỗi lần nghĩ về hai ta cảm xúc trong tim cứ nghẹn lại. Người yêu mình bị một thằng khác trêu ấy, xong bắt đầu mình cũng chửi nhau thằng đấy. Mà tí đánh nhau, may mà cả lớp ra cảm nên là mình cũng không bị combat. Nhớ là thì hình như là có, nhưng mà thực ra cũng kiểu là chỉ nhìn thế thôi. Đi ra trong hội là đông nhưng mà mình cũng chả làm gì, kiểu mình đứng nhìn, đứng quan sát và mình xem những cái miếng đòn của các bạn là như thế nào. À, rồi, hồi cấp 1. Kiểu chắc cũng hơi xấu nhi, kiểu mấy đứa con trai nhường nhường á. Căn cơ xe mấy đứa trong lớp thôi chứ còn chả bao giờ đánh nhau. Mất dạy nhất đối với mình là đi chuyện tử rồi mà các bạn biết rồi, đi chuyện tử thì thực ra là rất là ngoan. Có gì đâu, đánh nhau, giết nhau thì nó cũng chỉ ở trên màn hình mà thôi, không gây hại được con cái nhà ai cả. Hồi nhỏ hay có cái vụ mà động đến phụ huynh lắm. Động đến là bắt đầu chửi nhau xong rồi đánh nhau. Gia tô này, chấp nhận nhau từng tí, từng điểm số 1 hoặc là từng những cái dụng cụ nhỏ. Ví dụ như con gái thì hay kiểu chấp nhau cây son hay là chấp nhau một hai câu nói gì đấy. Chứ hay có cái trò mà chia bàn này, chia lãnh thổ xong rồi đứa nào mà dám sang địa phận của mình là mình một vả hai đạp. Kiểu cũng hơi chó tính một tí nhưng mà... Ừ, khi đấy là lý do mình bị ghét.
Ngày xưa kiểu hồi cấp 2 thì mình cũng chỉ kiểu tức lên thì mình đạp một thằng, thế xong rồi nó cũng nhảy vào nó chửi mình vài câu, thế xong rồi nó cũng thôi, đại khái là cũng không có chuyện gì xảy ra sau đó. Bây giờ bọn con gái ấy kiểu lăng nhăng yêu đương nhăng nhít lần sớm lắm. Lý do bọn con gái đánh nhau hầu như toàn liên quan đến chuyện giật bồ không các thứ không? Hey. Không, chủ yếu là mình đi bắt nạt các bạn thôi. Nói thật các bạn là mình không bị bắt nạt, mà mình là cái kiểu thằng đứng đằng sau thằng đi bắt nạt thằng khác. Hồi đấy mình nhớ là có một cái thằng béo nhất lớp, nó bị bắt nạt. Mình cứ đến bắt đầu giờ học, đi học với thêm buổi chiều ấy, là được mặc quần đùi đúng không? Chạy vòng quanh lớp xong rồi tuột quần thằng đấy, treo lên cái quạt trần ấy, nó bật quay. Đấy, cô hỏi các thứ thì thằng không cho nó khai cả, không phải gọi nó lên thì hóa ra kiểu nó mặc ở bên trong là một cái quần, nó không phải là quần xịt đâu, nó chỉ là một quần hơi mỏng một tí, nhưng mà kiểu hoa hết là một cây dừa, cây trại, cây chuối. Hồi xưa mình cũng ít bị bắt nạt, chắc là tại vì kiểu ở trong lớp cũng mùi, xong rồi ít nói, xong rồi kiểu lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng. Những cái đứa mà kiểu côn đồ lúc nào chỉ hở ra đấy đánh đứa khác ấy, chúng nó kiểu có thể sẵn sàng tìm bất kỳ một lý do nào đấy. Hôm nay mày phải đưa tao về nhà, nếu như mà mày đi về trước thì ngày hôm sau mày xác định rồi. Thế xong rồi kiểu trên đường mình nói chuyện với nó theo kiểu vui vẻ, phấn khởi gì đấy, kiểu đưa những câu chuyện vô cùng là nhân văn, ví dụ như là mày làm bài tập về nhà chưa, bài 1 thì mày giải như thế nào đấy, kiểu là mình đưa nó từ những cái tính cách rất là xấu, đưa nó kéo nó gần về phía mình, và mình thấy đây là một cái kiểu gọi là một liệu pháp tâm lý. Mình thấy là kiểu sau một thời gian, thậm chí là mình có thể chơi được với những đứa đấy và nói chuyện với nó theo cách bình thường của những người bình thường, ví dụ là từ nói chuyện học hay nói chuyện cô giáo hay là nói chuyện con này sinh con kia sinh, à nhầm, không được gọi là con, phải gọi là bạn. Nhầm, hư quá, tự tát vào mồm một cái. Hồi cấp 1 thì có, bởi vì là mình khá là gầy, bé rồi toàn gầy. Thế nhưng mà lên đến tầm cấp 2 thì kiểu không còn học ở cái trường mà nhiều đầu gấu nữa ấy. Kiểu được chuyển lên lớp chọn trường chuyên ấy, cho nên là chúng nó chỉ có học thôi. Tức là mình thành cái thằng hư nhất lớp rồi. Chúng nó thằng nào nó cũng sợ mình ấy, tại vì là cái thằng này suốt ngày bỏ chuyện tử, thằng này suốt ngày bỏ học, chứ là thành ra chúng nó sợ mình. Cũng buồn, thỏa mãn. Cái hồi đấy thì nói thật là mình cũng không khe lắm đâu, tại vì là hồi đấy mình khá là dị, kiểu mình thích những cái thứ vui rất là dị, kiểu trồng cây này, nuôi chó này, nuôi cá này. Ngày xưa suốt ngày có cái trò là đập bài để ăn tiền ấy. Đấy, suốt ngày những cái nhiệm vụ đánh nhau xảy ra từ cái câu chuyện đập bài, nhưng mà mình không chơi trò đấy, nên là mình không quan tâm lắm. Nhưng tất nhiên là bị bắt nạt thì bực rồi, tức rồi, thế nhưng mà các cụ dặn rồi, tránh voi trả sớm mặt nào. Người quen và quen thân á thì có thể can ngăn, chứ người lạ kiểu người lạ tự nhiên người ta quánh nhau cái mình không biết gì mình vô can, rồi kiểu trâu bò đánh nhau rồi mũi chết nữa. Nói chung là ai đấy cứ bảo phải can ngăn làm cái gì. Rồi ơi, thứ nhất đấy không phải là việc của mình, thứ hai là nó đánh nhau thì nó chết, tốt nhất là mình tự bảo vệ bản thân. Trong xã hội bây giờ thì sự thực dụng luôn luôn phải được đặt lên hàng đầu. Thật cực kỳ thân thích thì may ra bảo vệ mạng sống của bản thân để làm những việc tốt đẹp hơn, còn hơn là lao vào cuộc chiến để rồi sau đấy cả mình với cả cái người mà mình đang muốn bảo vệ đấy cũng kiểu nát bét nát bươm. Nói chung là sau tất cả thì sự thực dụng luôn luôn cần phải được đặt lên hàng đầu. Có chứ, mình vào ngăn cản, nhưng mà ấy, thường là những người ngăn cản là không ngăn cản được đúng không? Thế tốt nhất là đánh hết bọn nó, kiểu đánh hôi, đánh được đứa nào đánh đứa đấy. Tùy theo quy mô của cuộc đánh nhau, nếu đánh nhau đông quá thì mình nghĩ là mình sẽ ở ngoài và chờ họ đánh nhau hết, xong rồi mình sẽ vào đánh, tức là đánh xong rồi đánh mệt rồi ấy, mình bắt đầu vào can ngăn. Tuy nhiên thì nếu kiểu đánh nhau nhỏ nhỏ hoặc là bạn thân của mình thì mình có lẽ mình sẽ vào can. Về lý thuyết thì mình nên can, nhưng mà trên thực tế thì mình nghĩ là không. Bởi vì nếu như mình là một cái thằng con trai mà kiểu đô con hay là kiểu cao to, cơ bắp đẹp trai gì đấy thì chắc là mình cũng sẽ ra can. Thứ nhất là mình là một đứa con gái mà nhìn cũng có vẻ kiểu không bao giờ đánh được ai ấy, thì mình nghĩ là mình cũng không dám ra can. Bởi vì người ta đánh nhau thì thường thì rất là sung. Thực ra thì nếu như mà là bạn bè mình thì mình sẽ vào mình can ngăn và giúp đỡ. Còn thực ra là nếu như mà kiểu ở ngoài đường khi mà mình không biết cái sự tình thực tế thực sự nó xảy ra như thế nào thì mình sẽ không can, bởi vì là nó có rất nhiều những cái thứ đằng sau mình không hiểu được. Thậm chí nó có thể là một cái vụ dàn dựng ra để vì một mục đích xấu. Như mình đã từng nghe rất là nhiều những cái vụ là kiểu đánh nhau dàn dựng cảnh để móc túi của những người đứng xem, hay là móc túi của những người nhảy vào can. Đấy thì thực ra là khi mà mình chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao thì mình sẽ không can. Đánh lén. Hồi xưa mình hay có cái trò mình ngầm lắm. Tức là kiểu mình nghe đứa nào là mình hay có cái trò kiểu mình rất là kiểu phối phối. Thật sự kiểu đổi đồ đứa này cho vào cặp đứa kia. Nói chung là mình thực sự rất là kiểu cô tấm ở trước mặt chúng nó. Nhưng sau đấy thì mình hành động như thế nào đấy còn là một câu chuyện hoàn toàn khác. Bởi vì mình rất là hâm mộ hồ ly tinh. Mọi chuyện nó xảy ra thì đều có lý do cả, cho nên là mình không quan tâm lắm. Mình chỉ cần biết là mình vui là được. Còn ông nào là mình không vui ấy thì bỏ qua, tại vì nếu như mà nói nhau mà không được ấy, cãi nhau mà không được ấy thì cũng thôi, kệ nó thôi, tại vì là cũng không thay đổi được điều gì. Sẽ tìm một cái cơ hội nào đấy để mà dằn mặt hay là thể hiện gì đấy, cố gắng hơn nó. Nói chung là mình sẽ không dùng bạo lực. Hai đứa con gái mà đánh nhau thì chắc chắn là mình cũng sẽ thua. Mà nếu có ghét ai thì nghỉ chơi, không chơi với người ta vậy thôi.
kiểu nước sông không phải nước giếng, đừng có đụng gì tới mình hết. Các bạn à, chúng ta đã sống trong không khí căng thẳng quá là lâu rồi, nên là bây giờ chúng ta sẽ kết thúc video số này ở đây bằng một không khí vô cùng tươi trẻ và mát mẻ. Hãy trở lại bình thường và tiếp tục theo dõi các video khác của SN Nói. Đừng quên nhấn like, share và subscribe. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.